vị ấy mới tuyên bố rằng Sa môn Gotama là người phá hoại sự sống. Đấy là người ta sống để hưởng thụ, mà đây là lại làm có một cái pháp sống là lại đi ngược lại với cái sự hưởng thụ ấy, không hưởng thụ, xa nỉ ở hưởng thụ. Vậy hai cái lối sống này, hai cái cách sống này, hai cái nẽ sống này, cái nẽ đạo và nẽ đời này, cái con đường hưởng dục hạnh phúc an vui hay con đường đoạn dục hạnh phúc an vui, bây giờ ở đây mới là cái vấn đề, đây mới là cái cần phải tìm ra cái nguyên nhân, cái lời giải đáp, cái mục tiêu, mục đích gì mà tại sao lại không hưởng dục, tại sao lại cần phải ni dục. Và đó chính là cái những cái lời mà Đức Phật sẽ thuyết giảng ở trong cái bài kinh này, những cái phần tiếp theo. Thì Đức Phật muốn chứng minh cho cái vị du sĩ này thấy được cái sự hạ nhiệt, sự khổ đau, sự bất hạnh của cái hưởng dục, của cái tham dục, và cái sự hạnh phúc an vui của cái pháp đoạn trừ tham dục, của cái pháp ra khỏi cái tham dục. Và lúc ấy thì Đức Phật mới nói rằng: này du sĩ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người trước kia cũng hưởng dục như vậy, cũng đam mê các cái sắc đẹp do con mắt nó thấy, khả ái, khả hỷ, khả nạc, khấp dẫn, liên hệ đến dục. Người ấy sau một thời gian như chân biết được cái sự sinh lên, sự diệt đi. Cái dục nó đến, nó không có trú lâu đâu, nó đến rồi nó lại đi ngay. Cho nên là vì ấy biết rõ các cái sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự suốt ni của các dục. Tức là các dục, nó tất cả những cái dục là nạc ở trên thế gian, như là dục nạc về tài sản, nhà cửa, vợ con, danh vọng, chức quyền. Đấy được gọi là các dục. Dục là những cái mà mình đang tham đắm, mà mình đang mong cầu, mà mình đang khao khát, mà mình đang muốn vơ vào, mình đang muốn tích lũy, đang muốn chất chồng càng nhiều những cái thứ ấy, thì mình đấy chính là dục. Dục là những cái tài sản bên trong, bên ngoài. Dục là cái thân năm uẩn của mình. Dục là những cái cảnh trần, những cái mà mình đang có, những cái mà mình đang sở hữu, những cái mà mình cho rằng đó là những cái thành công. Nhưng mà không phải là để có được những dục đấy, không phải là dễ, rất là khó. Và cái, những cái thứ đấy nó luôn luôn đến, nó lại đi, chứ nó không có ở mãi. Có thân này nó phải có già, có bệnh, có chết. Tất cả những cái tài sản vậy, động sản hay bất động sản nó cũng thế. Nó thuộc về cái gì vậy? Nó có thành thì nó có hoại, nó có đến, nó có đi, nó có hợp, nó có tan. Cho nên mới nói rằng các dục ấy nó có sự sinh lên rồi nó có sự diệt đi, tức là nó có rồi nó lại mất đi, rồi nó có sự hấp dẫn, nó vị ngọt, tức là những cái thứ dục ấy, những cái thứ mà mình đang tham đắm ấy, nó có cái sự hấp dẫn, khả ái, khả hỷ, khả nạc, liên hệ đến dục mà. Cho nên mình rất là mong muốn, thích thú, ưa thích, đắm nhiễm nó, tham ái với nó. Nhưng mà nó có cái sự nguy hiểm, tức là để mà có được nó, có khi con người ta phải đánh đổi rất nhiều, phải bỏ ra rất là nhiều thời gian, công sức, gian nan, vất vả. Làm ra một cách chân chính cũng đã khó, tìm kiếm dục một cách chân chính đã khó rồi. Cho nên có những người bất thiện, bất chính thì người ta lại để mà nhanh nhất có được những cái thứ dục đấy, người ta có thể khởi lên những cái tâm bất thiện, người ta có thể cướp đoạt của nhau, chiếm đoạt của nhau, trộm cắp của nhau, tàn sát nhau, phá hoại nhau, để người ta chiếm đoạt những cái thuộc về dục này, những cái mà người ta đang mong muốn, mong cầu, khao khát, ước ao này. Thì đấy chính là sự nguy hiểm của các dục. Vì dục mà người ta đánh nhau, chửi nhau, tàn sát, giết hại lẫn nhau. Đấy là sự nguy hiểm. Và sự suốt ni của các dục, đó là các dục ấy mình có thể buông bỏ được, mình có thể buông xả được, mình có thể đoạn trừ được, mình có thể dứt bỏ đi được. Chứ không phải là cái mà không thể dứt bỏ được. Vậy thì đấy là một cái người sau khi biết rõ như vậy, sự sinh khởi của nó, sự biến diệt của nó, sự nguy sự hấp dẫn của nó, sự nguy hiểm của nó, và cái sự suốt ni ra khỏi nó, khỏi các dục do con mắt nó thấy ấy, đó là những cái sắc đẹp.
Nó là những cái sắc đẹp do con mắt thấy. Nó cũng như vậy, nó có cái khả ái, có sự nguy hiểm, có sự suốt ni như vậy. Rồi sau khi đoạn trừ tham ái đối với những cái pháp sắc ấy, đoạn trừ nhiệt não với cái sắc pháp ấy, người này chú với khát ái được đoạn trừ, nội tâm an tịnh. Này Maganija, ông có nói gì về người này? Tức là có những người trước kia thì cũng tham đắm, chạy theo các dục như vậy, thấy mệt mỏi quá, nhàm chán quá, rồi vị ấy đã từ bỏ cái tham dục ấy, vị ấy giữ được cái tâm tự tại, không hướng theo tham dục, không chạy theo tham dục. Có thể là vị đó khi gặp được một cái giáo pháp nào đấy, rồi vị ấy tu tập ở trong cái nội tâm của mình, làm cho mình không còn chạy theo những cái dục khả ái hấp dẫn ấy nữa, và vị ấy cảm thấy có sự an tịnh, cảm thấy có sự an lành, cảm thấy có sự tự tại, cảm thấy có sự hạnh phúc, cảm thấy có sự an vui, có khi còn hạnh phúc an vui hơn là cái lúc mà đang chạy theo các dục ấy. Ví dụ như là vua, có những vị vua như vua Kimina, là cái vị vua thuộc dòng tộc Thích Ca do tôn giả Anuruddha rủ đi xuất gia, vì nể bạn thân quá nên đi xuất gia. Khi đi xuất gia rồi vị ấy trong 3 tháng ạ chứng được đạo quả A-la-hán. Khi chứng quả A-la-hán rồi, đêm nằm ngủ cứ vị ấy cứ rên rỉ, ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Làm cho rất nhiều người khác bị hiểu nầm, và ôi ông này chắc đang nghĩ về cái thời mà ông làm vua, ông hưởng dục, cho nên bây giờ ông vẫn còn lẩm bẩm mấy câu ôi hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Rồi mọi người nói như vậy thì tin sinh nên Đức Phật, Đức Phật mà nguyên nhân tại sao lại nói thế? Rồi vị ấy nói rằng Bạch Thế Tôn, xưa kia con làm vua, con hưởng thụ các dục, nhưng không lúc nào cảm thấy được an lành, không lúc nào cảm thấy được an ổn, không lúc nào cảm thấy được an vui, mà đêm ăn không ngon, ngày ăn không ngon mà đêm ngủ không an, lúc nào cũng sợ chết, lúc nào cũng sợ những cái người bên cạnh mình nó tàn sát, nó sẽ giết hại mình, ám sát mình, đầu độc mình, lúc nào cũng sống với cái tâm bất an, lo lắng, sợ hãi như vậy, lúc nào cũng sợ thù trong, thợ giặc ngoài, lo lắng đủ mọi thứ trên đời, không được bình an yên ổn. Còn bây giờ buông xả hết, buông bỏ hết, chỉ còn lại cái đời sống tam y nhất bát, hàng ngày đi khất thực, nhưng ăn ngon, ngủ yên ngon, không còn phải lo lắng, không còn bất an, không còn những cái sợ hãi như trước nữa. Đấy là cái sự an lành, đấy là sự tự tại, đấy là cái sự ni dục. Ni dục mới là cái sự an vui. Đấy, thì đấy là một cái sự ni dục đưa đến sự hạnh phúc, chứ không phải là tham dục, hưởng dục là hạnh phúc. Rồi Đức Phật nói là này, này Maganija, ông nghĩ như thế nào? Thì vị ấy nói là không sao Bạch Thế Tôn, không có gì ạ Bạch Thế Tôn. Cũng như vậy các dục do tai nghe tiếng mũi người hương lưỡi nếm vị thân xúc chạm, nó cũng như thế. Rồi Đức Phật lại nói trước rằng này, Đức Phật nói về cái bản thân mình trước kia hưởng dục sung mãn không ai sánh bằng được. Đức Phật nói với vị du sĩ ấy rằng trước kia khi ta chưa đi xuất gia, ta còn ở tại gia, ta hưởng thụ các dục một cách sung mãn. Ta có 3 cái tòa lâu đài, một cái tòa lâu đài về để dùng cho mùa hè, một tòa lâu đài mùa mưa, một tòa lâu đài mùa đông. Ở trong các tòa cung điện ấy có các ca kỹ, có các vũ nữ, có các nhạc công nhảy múa, múa hát và làm đủ tất cả các trò tiêu khiển, tất cả những cái đồ ăn ngon mỹ vị, tất cả những cái sắc thanh hương vị xúc, năm dục trưởng dưỡng đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Nhưng sau rồi một thời gian rồi ta sống hưởng thụ lâu dài ở các cái tòa lâu đài ấy, sau một thời gian rồi khi mà đi xuất gia rồi, vì ta thấy cái sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự suốt ni của các dục, sau khi đoạn trừ được các dục, các nhiệt não của các dục, ta chú với khát ái được đoạn trừ, nội tâm an tĩnh, rồi ta thấy các chúng sinh khác chưa xả ni tham ái đối với các dục ấy, đang bị các dục ấy nhai nghiến, đang bị các dục ấy thiêu đốt, thì ta cũng không ưa thích. Ta đã trải qua những cái dục đấy rồi, ta thấy những cái dục ấy là vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm nhiều hơn. Thế là Đức Phật nói thế, vì bây giờ tất cả mọi người trên đời đều đang mong cầu mình có tài sản, mong ước gì mình có nhà cao cửa rộng như vậy, ước gì mình có những cái dục lạc như vậy. Và họ đang sống đấu tranh, cạnh tranh, chiến tranh, tàn sát nhau,
để tranh giành nhau những cái đó, những cái mà bậc trí nhân đã bỏ đi, còn những phàm nhân thì lại thi nhau tranh chấp. Và đấy là cái sự hạ nhiệt thấp kém ô nhiễm của các dục. Vì vậy nên bây giờ ta đã đoạn trừ được các dục, chú với cái nội tâm thanh tịnh, ni dục rồi, ni bất thiện pháp rồi, ta thấy những người khác đang đấu tranh giành giật sâu xé nhau các dục ấy, ta không ham muốn, ta không ưa thích, ta không còn cái tâm thích thú đối với các dục đấy nữa. Rồi đấy là một cái lý do nữa mà của một cái người xa lìa được các dục hạnh phúc hơn là hưởng dục. Rồi Đức Phật lại lấy một cái ví dụ thứ hai để cho cái vị này hiểu ra được cái sự hưởng dục không bằng ni dục. Đó là vì Đức Phật nói là có một cái người gia chủ khi mà sống ở trên đời, vị ấy còn giàu sang, có nhiều tài vật sở hữu, sống hưởng thụ đầy đủ một cách sung mãn năm dục trường dương. Các sắc pháp khả ái, khả nhị, khả nạc hấp dẫn liên hệ đến dục, các thanh hương vị xúc, ngũ dục trưởng dưỡng như vậy. Nhưng mà vị ấy vẫn làm những việc thiện, vẫn làm những cái công đức, vẫn làm những cái phước này. Cho nên khi mà thân hoại mạng chung, vị ấy sinh làm chư thiên ở cõi trời 33. Rồi ở trên cái cõi trời ấy, vị ấy lại hưởng những cái thiên dục. Đó là những cái vườn địa đàng, đó là những cái có những cái khu rừng Nandana khả ái, có nhiều thiên nữ vây quanh, có nhiều những cái cung điện vàng ngọc của cái cõi thiên giới, có cái hảo quang dung sắc của thiên giới, tuổi thọ thiên giới, nạc thú thiên giới. Thì bây giờ ta hỏi ngươi rằng cái vị chư thiên ấy còn muốn trở lại thế gian để hưởng cái dục ở cõi người nữa không? Mà cái vị thiên ấy mà thấy những cái con người ở thế gian này đang hưởng dục, vị ấy còn thèm muốn nữa không? Vị ấy còn muốn hưởng dục như người đời nữa không? Và nếu như vị ấy đã đạt được đến cái dục của chư thiên rồi thì vị ấy sẽ nhàm chán ghê tởm cái dục của con người. Thì, vị ấy có thể so sánh cái dục của chư thiên với cái dục của con người giống như người ta so sánh một cái giọt sương trên ngọn cỏ với một cái biển nước mênh mông, không thể so sánh được. Về tuổi thọ là chênh nhau quá trời. Vị thiên ở cõi tam tập tam thiên hưởng thọ 1.000 thiên tuổi bằng 36 triệu năm ở cõi người, sống trong những cái tòa cung điện bằng châu báu, bằng vàng, bằng ngọc, và các cái nạc thú ở chư thiên là sung mãn thủ tháng như vậy, thì họ đâu còn ưa thích những cái dục nạc ở cõi người. Nạc ở cõi người để mà có được những cái nhà cửa để ở đã vất vả lắm rồi. Có được châu bò nợn gà, có được cái mảnh ruộng vườn, có được cái bà vợ xấu xí, có được những đứa con hư hỏng cũng đã là vất vả gian nan. Còn đến khi mà thành các vị chư thiên, có những cái thiên nạc thiên dục như vậy, thì họ đâu còn muốn quay trở lại để hưởng thụ những cái dục nạc ở cõi người nữa. Người như vậy thì họ thấy rằng những con người sống ở cõi đời ngu si, không biết tạo phước để mà sinh thiên, để mà hưởng dục ở cõi thiên giới. Đấy cũng là một cái cách để so sánh rằng là cái dục nạc ở cái cõi người này là hạ nhiệt, là thấp kém, là tầm thường. Chỉ những người ngu mới chạy theo, những người trí coi thường, không có vì cái dục ấy mà tạo ra nhiều tội nỗi ác nghiệp. Mà thấy được cái sự nguy hiểm trong các dục ấy thì mới là bậc trí nhân. Còn những người ngu thì lại chìm đắm ở trong các dục ấy để rồi mà tạo ra nhiều tội lỗi, để rồi khi chết rồi lại phải sinh về cái cõi khổ đau. Rồi cũng vậy, rồi Đức Phật cũng nói vậy, vì thuở trước ta đã từng hưởng thụ đầy đủ các dục như thế rồi, cho nên bây giờ ta đã ni dục thì ta có thấy người khác hưởng thụ các dục ta không còn ưa thích nữa, và ta cũng giảng dạy cái giáo pháp để cho các đệ tử đi đến cái sự ni dục, đoạn trừ dục, xa lìa dục như vậy. Đấy là một ví dụ nữa. Rồi Đức Phật lại dùng một cái ví dụ về một cái người bị bệnh cùi, bị bệnh hủi, bị bệnh ghẻ lác, người ta hơ mình trên cái ngọn lửa. Phật nói rằng bây giờ có một cái người bị bệnh cùi, toàn thân nở nói, và người ta hơ mình trên những cái đống bên những cái ngọn lửa, bên cái đống than hồng, càng hơ thì cái vết nở loét ấy nó càng lớn ra,
càng hơ thì nước nó càng chảy ra nhiều, hôi thối càng chảy ra nhiều, bất tịnh càng chảy ra nhiều, cái thân thể lại càng nở nét nhiều hơn. Nhưng mà với cái người bị bệnh cùi ấy, được hơ nửa như vậy, họ rất là sung sướng, họ rất là thỏa mãn, họ rất là thích thú, họ càng muốn hơ, càng hơ lại càng muốn hơ nữa. Nó càng nóng bỏng, họ lại càng cảm thấy thoải mái, cảm thấy ưa thích, cảm thấy dễ chịu. Rồi một thời gian sau, những người bà con người ấy mời một cái vị thầy thuốc giỏi đến và cho vị ấy bôi thuốc, cho vị ấy uống thuốc, chữa trị cho vị ấy khỏi được cái bệnh cùi, bệnh hủi, bệnh ghẻ, bệnh lác, cái bệnh nở nét trên thân ấy. Khi ấy, khi vị ấy đã khỏi rồi, vị ấy thấy những cái người bị bệnh cùi khác đang hơ nửa, đang tranh nhau để được hơ nửa, đang thích thú được hơ nửa, thì hỏi rằng cái người đã khỏi rồi, người ta còn muốn hơ nửa nữa không? Cái người ta khỏi rồi, người ta còn muốn hơ nữa không? Người ta thấy cái người hơ đấy là hạnh phúc, hay cái người đang đứng nhìn hạnh phúc hơn? Như vậy, vậy một cái người trước kia, người ta còn tham dục, cũng giống như cái người bị bệnh cùi này. Cái hưởng thụ ngũ dục nó giống như là một cái người đang hơ cái vết thương trên cái ngọn lửa hồng. Nó chỉ có tạm thời làm cho cái nỗi nhức nhối ấy nó giảm bớt đi một chút, nhưng nó lại cũng tăng trưởng thêm một chút. Nó là một cái thuốc để nó có thể làm giảm đau một chút, nhưng mà nó lại ngấm ngầm nó làm tăng trưởng cái bệnh đấy, tăng thêm lên. Vậy những cái người nào càng hưởng dục thì người ấy lại càng tham dục nhiều, cái người nào ni dục thì cái người ấy mới hết tham dục, mới hết cuồng loạn, mới hết chạy theo những cái dục vọng ở đời. Rồi cũng vậy, nếu như cái người bị bệnh cùi mà khỏi rồi này, người ta không muốn hơ dục, hơ lên nửa nữa, nhưng nếu chẳng may người ta bị hai cái người có sức mạnh lớn cầm chân tay dúi người đấy vào trong lửa, thì người ấy có co rút lại không? Người ấy có khiếp sợ không? Người ấy có kinh hãi không? Thì khi Đức Phật hỏi vậy, thì cái vị kia bảo, thưa có bạch Thế Tôn, cũng vậy, nếu như một đấy người mà đã ni dục rồi, nó không còn tham dục nữa, người ta không còn ưa thích dục nữa, dù cho người khác có ép người ta hưởng dục, người ta có hưởng dục không? Người ta cũng sẽ không bao giờ hưởng dục. Vậy thì làm sao để mà đạt được cái sự ni dục ấy? Chỉ có khi nào vì ấy có thực hành đúng pháp, vì ấy có thực hành một cái pháp chánh niệm tỉnh giác, có thực hành một cái pháp thiền chỉ quán, thì vị ấy mới ni dục được. Chứ còn vị ấy mà không có một cái pháp môn để thực hành, để làm tăng thượng tâm, để làm tăng thượng trí, nên thì vị ấy làm sao ni dục được. Vậy thì vị ấy cần phải thực hành, vị ấy cần phải có một cái công phu thực hành cái pháp thiền định tĩnh cho nó thâm sâu, cho nó viên mãn. Rồi vị ấy sẽ đạt được cái sự hỷ nạc do ni dục sinh. Cái nạc do ni dục ấy nó cao thượng hơn, nó thù thắng hơn rất nhiều là cái nạc tham dục. Nên là cái người vào được đến trạng thái của sơ thiền, toàn thân thấm nhuần cái sự thấm nhuần tẩm ướt cái sự hỷ nạc do ni dục sinh ấy, không có chỗ nào trên toàn thân là không thấm nhuần cái sự hỷ nạc ấy. Như vậy thì để mà đoạn trừ được tham dục, vì ấy cần phải ít nhất là vị ấy phải vào được các tầng thiền trở nên, rồi hay là vị ấy có thể thực hành các thiền quán, chứng được các pháp siêu thế, đoạn trừ được những cái tham dục này một cách hoàn toàn, rốt ráo, vĩnh viễn, thì những tham dục ấy tuyệt đối nó không bao giờ còn khởi lên nữa. Hay là cái sự hạnh phúc của cái sự ni dục và cái sự khổ đau của cái hưởng thụ ngũ dục ở đời. Vậy nên là người đời thì thấy người tu tưởng là người ta khổ, nhưng mà cái người tu tập ni dục ấy lại thấy cái người đời đang chạy theo những cái niềm vui thú, nạc thú ở đời mới là khổ. Cái người có trí thì mới hiểu ra được rằng là cái con đường chạy theo những cái nạc thú này là khổ đau. Và chỉ khi nào dừng lại, chỉ khi nào dứt bỏ, chỉ khi nào đoạn trừ, chỉ khi nào ni dục, chỉ khi nào ni tham, thì vị ấy mới thật sự hạnh phúc, an vui. Hay cả một cái người nào vậy, cái lòng tham nó càng lớn, cái lòng khao khát các cái dục lạc nó càng lớn, thì cái vị ấy lại càng trở nên điên cuồng tán loạn, lại càng làm nhiều cái việc bất thiện để mong muốn cho mình
được hưởng thụ những cái dục lạc nhiều hơn, lớn hơn nữa. Rồi Đức Phật nói rất là nhiều những cái ví dụ nữa để nói nên cái sự hạ nhiệt thấp kém của các dục. Đức Phật lại nói rằng: này Magandhya, ông có thấy rằng có một cái vị vua nào khi mà được làm vua mà hưởng thụ các cái ngũ dục một cách trưởng dưỡng rồi, hay là các vị đại thần, hay là các cái vị triệu phú gia chủ, người ta có đầy đủ những cái điều kiện để hưởng thụ các dục, nhưng đã có ai trong số các vị ấy khi hưởng thụ một dục mà nó được thỏa mãn, mà nó đã được diệt trừ hết khao khát đối với các dục chưa, mà các vị ấy có thể giữ được cái tâm an tịnh, định tĩnh, hạnh phúc, an vui trong các dục đấy chưa? Thì cái vị du sĩ này bảo: chưa, thưa không có Bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật nói rằng: ta cũng thế, ta cũng chưa từng thấy một cái vị vua nào, hay là một cái vị đại thần nào, hay là bất cứ một cái người nào ở trên đời, người ta có thể hưởng thụ những cái dục lạc sung mãn, những cái dục lạc không thiếu một thứ gì, nhưng chưa có ai hưởng thụ những cái dục lạc ấy mà người ta thỏa mãn đối với các dục cả, mà người ta có thể hết được cái lòng tham ái đối với các dục cả, mà người ta có thể dứt ra hết được tất cả những cái khao khát đối với các dục, mà người ta có thể chế ngự được cái sự thiêu đốt đối với các dục. Mà thực ra chính những người ấy, những người đang hưởng thụ những cái dục ấy, chính những cái vị vua hưởng dục ấy, những vị đại thần hưởng dục ấy, người ta lại càng bị thiêu đốt bởi dục. Người ta càng hưởng dục, người ta càng khổ đau, người ta càng bị thiêu đốt. Giống như người ta đang ở trong một cái ngọn lửa lớn hơn, có nhiệt độ cao hơn, nung nấu nhiều hơn, thiêu đốt mãnh liệt hơn. Người ta lại càng cuồng loạn hơn. Chứ không phải là người ta được hưởng đến cái mức độ như thế là người ta sẽ mãn nguyện, là người ta sẽ thỏa mãn, rồi người ta sẽ dứt bỏ đi được cái khao khát, cái sự thiêu đốt, cái nhiệt não, cái sự nhai nghiến của dục. Như vậy thì cái người càng hưởng dục càng chết, càng hưởng dục càng khổ. Đấy là một cái lý do nữa Đức Phật nói rằng: vì vậy cho nên giáo pháp của Đức Phật chỉ có nói về cái sự nguy hiểm của các dục, nói về sự ni dục, tán thán sự ni dục, và chỉ trích cái sự hưởng thụ các dục, chê bai sự hưởng thụ các dục, cho các sự hưởng thụ các dục là hạ nhiệt, là thấp kém. Rồi Đức Phật lại nói rằng một cái bài kệ rằng: không bệnh nợi tối thượng, niết bàn nạc tối thượng, bát chánh là độc nhất, đến an ổn và bất tử.